Thưa quý vị và các bạn, trong lúc cái thông tin về Hải Phòng được phát thì ở trong trường quay cũng đã bàn tán với nhau câu chuyện là đến khi nào Hà Nội sẽ kết thúc giãn cách xã hội. Nhiều người nói hai ba ngày nữa. Tuy nhiên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cũng đã vừa mới ký một văn bản gửi các đơn vị toàn thành phố về việc tập trung thực hiện trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021 và chủ tịch cũng đã nhấn mạnh cần có phương án dự phòng trong tình huống kéo dài thời gian giãn cách xã hội. Văn bản này nêu rõ Chủ tịch Hà Nội yêu cầu từng cấp từng ngành và đơn vị cần rút kinh nghiệm, phân tích kỹ những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống dịch vừa qua. Trong bất cứ tình huống nào cũng tuyệt đối không được chủ quan lơ là và mất cảnh giác. Công an thành phố tiếp tục ra quân kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội và duy trì các chốt kiểm soát 100% phương tiện ra vào. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố kiểm soát lại các chốt dịch 24 trên 24, tổ chức tốt hoạt động vận tải và đảm bảo hoạt động tốt không gây chuỗi đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như không để xảy ra tình trạng khang hàng sốt giá và mất ổn định thị trường trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố cũng vừa phải căng sức chống dịch vừa phải thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo đà tăng tốc về đích trong các tháng cuối năm.